Anh lính tình nguyện trên đất nước Angkor, chùa Tháp. Tác giả Vũ Angkor, giọng đọc Hải Yến, số 3. Cuộc hành quân chiến đấu đặc biệt bẻ gãy ý đồ quay lại cầm quyền của tập đoàn Pol Pot. Ngày 26 tháng 9 năm 1989, quân tình nguyện Việt Nam bắt đầu rút quân theo Hiệp định Hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Đến ngày 29 tháng 9 năm 1989, toàn bộ quân đội Việt Nam đã rời khỏi đất nước Campuchia trở về Tổ quốc. Sau khi về nước, Sư đoàn 339 đóng quân ở căn cứ Trần Quốc Toản, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, nơi đóng quân. Cặp sông Tiền chảy ra Bắc Mỹ Thuận, một hướng chảy về Tân Châu, Hồng Ngự, rồi hòa nhập với dòng sông Tông Lê Mê Công và biển hồ Tông Lê Sáp. Ổn định tình hình nơi ăn trốn ở, sư đoàn tiến hành giải quyết cho một số đồng chí hoàn thành nghĩa vụ ra quân, sau đó cho ra quân trước thời hạn từ 3 đến 4 tháng đối với số đồng chí có sức khỏe kém hoặc bị thương tật nhẹ. Và giải quyết phép cho cán bộ sĩ quan theo luân phiên, số đi phép trước lên thì số sau được giải quyết tiếp. Tôi và một số đồng chí khác chờ nghỉ phép lần sau. Lúc mới về doanh trại, nơi ăn trốn ở ọt ẹt lắm, nhà cửa làm bằng gỗ chưa hoàn chỉnh. Buổi tối bóng đèn leo lét, không thấy chữ để viết thư, đọc sách báo, vì bóng đèn tròn màu vàng nên mờ lắm. Xung quanh doanh trại lính ở, những cây lao sậy nó mọc tùm, màn đêm buông xuống, ếch nhái côn trùng ánh ương nó kêu quỳnh quang, thấy mà não ruột. Nhất là các đồng chí hạ sĩ quan chiến sĩ ở chiến trường về nhìn thấy cảnh này thì buồn lắm. Tôi phải động viên anh em và nói ở chiến trường không có nhà ở, chúng ta hành quân chiến đấu ngủ võng ngủ rừng. Còn ve còn vắt, nó cắn ghẻ lở cả người. Hôm nay, chúng ta về đây, có được cái nhà để ở, để che nắng che mưa là cũng tạm ổn rồi. Đất nước khó khăn, kinh tế còn nghèo, bị quốc tế bao vây cấm vận. Các thế lực thù địch thì luôn luôn chống phá ta, nên các đồng chí hiểu và thông cảm cho. Trước mắt, mình làm tròn trách nhiệm với nhà nước, lo xây dựng, huấn luyện, và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ và phòng chống kẻ thù xâm lược. Đó là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta. Và thời điểm này, một số đồng chí sĩ quan, cán bộ của đơn vị như Trung đoàn 8, Trung đoàn 10, Trung đoàn 14 cũng được bổ sung cho Trung đoàn 9. Ngoài ra, cũng có rất nhiều đồng chí được thuyên chuyển công tác về các đơn vị, quân đoàn, sư đoàn và tỉnh đội. Có nhiều đồng chí đi học ở các trường. Ổn định nơi ăn trốn ở xong, đơn vị tổ chức tăng gia cải thiện đời sống cho anh em. Hàng ngày có đội tiếp phẩm của tiểu đoàn đi chợ. Vì vậy tôi thỉnh thoảng gửi mua ít nhu yếu phẩm về để bồi dưỡng cho anh em ăn. Tuy được về nước nhưng nguyện vọng của anh em muốn được về thăm gia đình và bè bạn. Vì vậy sư đoàn giải quyết mỗi đại đội chỉ được 2 đến 4 đồng chí về thăm gia đình, thời gian cho nghỉ phép được 5 ngày. Số anh em được ra cổng đi mua sắm, đi chợ, mỗi ngày cấp giấy giải quyết mỗi đơn vị cũng chỉ được 2 đồng chí. Vì vậy các chiến sĩ được ra ngoài cũng hạn chế lắm. Đến mỗi buổi cơm, tôi rất thích ăn cơm cháy, cơm của anh nuôi nấu giòn và thơm ngon lắm. Trong quân đội cấm không được ăn cơm cháy, nhưng lính ta lại thích cơm cháy. Có những buổi đi thao trường xuống bếp xin một miếng cơm cháy, bỏ vào thùng nước nóng, mang đi ra thao trường, thì nước uống thơm ngon hơn nước trà. Vì vậy, lính ta rất thích uống nước cơm cháy. Khoảng 4 giờ chiều, ngày 29 tháng 10 năm 1989, tôi và đôi ba đồng chí hạ sĩ quan đang ngồi nhậu ở ngoài chợ Trần Quốc Toản, bỗng thấy một chiếc xe jeep của kiểm soát quân sự sư đoàn quần đảo các ngõ ngách
và mời tất cả về doanh trại, nói sư đoàn báo động khẩn cấp. Trên đường về từ chợ Trần Quốc Toàn tới sư đoàn khoảng 1 cây số, thấy trên bầu trời có một chiếc máy bay trực thăng bay lượn 2 vòng rồi đáp xuống sân bóng đá của trung đoàn 9. Tôi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, vào cổng vệ binh nghe tiếng kèn báo động vang vang khắp sư đoàn. Về tới đơn vị được thông báo 5 giờ chiều sư đoàn mời cán bộ đảng viên đến hội trường để họp quân chính. Đúng giờ chúng tôi có mặt ở địa điểm quy định. Buổi họp do đồng chí Lê Hai, trung tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Nhìn lên tấm bản đồ, đồng chí nói: sau khi ta rút quân cuối tháng 9 năm 1989 thì trung tuần tháng 10 năm 1989 Pol Pot đánh vào thành phố Bát Tam Bang. Các sư đoàn chủ lực của bạn, các vùng trọng điểm chiến lược mà bộ đội Việt Nam bàn giao cho bạn trước đều bị địch đánh chiếm hết. Trên tấm bản đồ, đồng chí Lê Hai chỉ từng vị trí bị địch đánh chiếm, từ Pai Linh đến Tà Xanh, tức Sóc, Vườn Cam, Vườn Nhãn, Cua Chữ V. Hiện tại, bạn đã đẩy lùi lực lượng địch ra ngoài thành phố Bát Tam Bang và kìm chân địch ở Ba Núi, đang chờ lực lượng chi viện hướng biên giới An Long Veng thuộc tỉnh Odo Men Chay cũng bị địch kiểm soát. Pol Pot không công nhận chính quyền Hun Sen thân Việt Nam về âm mưu chúng nhằm liên minh ba đảng, ba phái quân buộc Hun Sen phải ngồi vào bàn đàm phán. Bộ chính trị Campuchia lo lắng sẽ bị mất một phần lãnh thổ quốc gia trọng điểm chiến lược. Vì vậy, Thủ tướng Hun Sen bay sang Việt Nam ta cầu cứu quân đội nhà Phật một lần nữa. Bộ Quốc phòng quyết định điều động một số đơn vị chủ lực của quân khu 9 sang tiếp ứng, yêu cầu các đồng chí tuyệt đối giữ bí mật của cuộc hành quân này. Và yêu cầu của quân khu, các đồng chí đang nghỉ phép phải gọi về đơn vị khẩn cấp để cơ động chiến đấu đợt này. Quân khu 9 cử một số cán bộ tiền trạm đi máy bay qua trước đến Bát Tam Bang để nắm tình hình, chờ các đơn vị bộ binh ta qua sau. Dự họp xong, tất cả giải tán về đơn vị. Tối đó tôi lên chỉ huy tiểu đoàn để uống nước và nói chuyện về việc cơ động đợt này. Lúc này cũng có mấy đồng chí sĩ quan các đại đội lên tiểu đoàn để bàn kế hoạch. Có đồng chí nói thẳng với chỉ huy tiểu đoàn là không nhận nhiệm vụ. Tình hình rất căng thẳng các đồng chí ạ. Công tác tư tưởng cực kỳ khó khăn và nhạy cảm. Nếu như nhiều sĩ quan không nhận nhiệm vụ thì ai là người chỉ huy chiến đấu đây? Một thoáng suy nghĩ trong đầu tôi, biết là đi đợt hành quân chiến đấu này một mất một còn. Trên 70% là không có đường về, nhưng đây là mệnh lệnh, nghị quyết lãnh đạo đề ra tất cả phải hoàn thành nhiệm vụ và ổn định tư tưởng trước giờ xuất phát hành quân. Tối đó, có một vài cán bộ đại đội gặp tôi và hỏi tôi có đi qua Campuchia không. Tôi trả lời, đi chứ. Anh em lính mới mình bỏ nó sao được. Trưa ngày 30 tháng 10 năm 1989, sư đoàn cho các đơn vị bộ binh nhận vũ khí đạn dược. Các đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ chưa biết chuyện gì xảy ra, nghĩ là cơ động hành quân dã ngoại. Nhận vũ khí xong, tiểu đoàn họp quân chính quán triệt tình hình hành quân chiến đấu. Lúc này, một số hoang mang tư tưởng, cả tiểu đoàn phải làm công tác tư tưởng, giải thích và động viên từng cán bộ chiến sĩ. Công tác động viên tư tưởng cực kỳ khó khăn vì mới rút quân về, nay lại cơ động chiến đấu tiếp. Có rất nhiều đồng chí chưa kịp về thăm gia đình và bè bạn. Đợt cơ động này đa số là các đồng chí nhập ngũ năm 1988 và năm 1989 đợt đầu. Các đồng chí này cũng ở chiến trường về nhưng kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều. Quân số cơ động cả trung đoàn khoảng 500 quân, lực lượng rất mỏng manh. Chiều tàu cập bến và anh em chúng tôi xuống tàu, có mấy đồng chí sĩ quan trốn ở lại, cũng có vài đồng chí hạ sĩ quan đào ngũ. Qua tới Phnom Penh, trời tối, chúng tôi lên bờ bố trí đội hình. Khoảng 9 giờ tối họp tiểu đoàn triển khai kế hoạch hành quân. Họp xong, hai đồng chí cán bộ đại đội 10 trao đổi công việc với tôi. Hai đồng chí này nói với tôi, anh có trốn không?
Tôi nói đã qua tới đây rồi thì mình phải hành quân cùng với anh em chứ. Nói xong khoảng 10 giờ đêm, hai đồng chí này đào ngũ. Tôi báo cáo với đồng chí sĩ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 là đại đội trưởng và đại đội phó đại đội 10 em đào ngũ rồi. Tiểu đoàn báo cáo trung đoàn. Lúc này trung đoàn điều động đồng chí Phấn, đại đội trưởng đại đội 11 DK trung đoàn về làm đại đội trưởng đại đội 10 tôi. Sáng hôm sau, chúng tôi được cấp cải trang mặc đồ bộ đội bạn. Thủ tướng Hun Sen gọi là quân đặc biệt được đào tạo ở Việt Nam về để tránh dư luận quốc tế. Đội quân này có 5.000 quân. Pol Pot nghe nói 5.000 quân học ở Việt Nam về, nó cũng xón đái trong quần. Xe của bạn đến đón chúng tôi. Xe bạn chạy đầu dẫn chúng tôi hành quân thẳng lên tỉnh Bát Tâm Bang, có kéo theo một số pháo hạng nặng như 130-155 ly, pháo 16 nòng, pháo 40 nòng và xe tăng đi cùng. Đến Bát Tâm Bang, xe chở trung đoàn 9 chúng tôi vào huyện Bà Non. Trên đường hành quân, địch phát hiện ta, nó cho DK và pháo bắn cấp tập vào đội hình trung đoàn. Có một cái chùa bỏ hoang, có một tên thầy chùa, nó điều chỉnh gọi pháo bắn ta. Bang Khang Tà Bôn hướng nam, Bang Khang Lách bắn hướng tây, Bang Khang Kết bắn hướng đông, rồi dồn dập hô to gọi Bang Khang Tú U Đo, Khang Tú U Đo, bắn hướng bắc, hướng bắc. Địch bắn DK làm bể kính xe cứu thương của trung đoàn. Đoàn xe vượt qua làn đạn pháo của địch. Tên thầy chùa bỏ đi là địch ngừng bắn. Biết nó là địch ngầm, trung đoàn khộp cổ nó, sau đó bàn giao cho bản khai thác tù binh. Đoàn xe chở quân có đồng chí Cường tài xế của quân khu, sợ bị trúng đạn nên cho xe chạy xuống ruộng luôn. Sau đó trung đoàn dừng quân vài phút để ổn định lại đội hình. Lúc này đồng chí Cường tài xế nói với tôi: "Đê mẹ nó, em đái ướt quần rồi." Vậy là khi pháo địch bắn sợ quá nên đái ướt trong quần luôn. Hôm đó địch bắn DK không biết bao nhiêu quả mà đếm được. Cũng may là nó rớt xung quanh cách 10m, 20-30m nên ta an toàn. Xe chở chúng tôi đến huyện Bà Non. Vừa xuống xe là bạn báo cáo với đơn vị: "Nơi đây có địch đang chiếm đóng, nơi nọ có địch đang ở." Nói chung chỗ nào cũng có địch. Vừa tới nơi, trung đoàn triển khai kế hoạch tác chiến. Bộ đội bạn và chính quyền bạn thấy bộ đội Việt Nam vào, họ mừng lắm. Một mình bộ đội bạn không dám chiến đấu nên họ bám bộ đội Việt Nam ta để tham chiến. Chủ yếu là ta đánh chiếm sau đó bàn giao cho bạn chốt giữ, xong ta đi đánh hướng khác. Mỗi tiểu đoàn một hướng hành quân chiến đấu, hướng cua chữ V và vườn cam có trung đoàn 20 của sư đoàn 4 và một trung đoàn của sư đoàn 330. Hướng ba núi vào tới xã Sa Đao và cua chữ V có sư đoàn 196 của bạn trải dài tới đập Pinh Pui. Địch phát hiện ta phản công, chúng dùng hỏa lực mạnh để bắn ta, đa số là bắn DK vào đội hình của ta là chủ yếu. Đêm nọ tháng 11 năm 1989, tiểu đoàn 6 hành quân đêm, đến mờ sáng hôm sau, tổ đi đầu phát hiện địch ngồi bên đống lửa. Đồng chí Phương trung đội trưởng bắn một quả B-40 trực diện cách 5m, tiêu diệt được hai tên địch tại chỗ. Do cự ly quá gần nên đồng chí Phương bị một miếng B-40 trúng vào đầu ngay thái dương. Nhưng vết thương không nguy hiểm. Xung phong lên, tôi nhặt cái ba lô mở ra xem. Bên trong có mấy quả mìn K-58 và mìn 652A và ít gói mì tôm. Thu được chiếc đồng hồ Seiko, sau đó cho đồng chí Phương luôn. Số địch còn sống bỏ chạy ra xa, sau đó nó bắn cối 60 vào đội hình của tiểu đoàn. Tôi bắn mấy quả cối 60 đáp trả. Lúc này tiểu đoàn lệnh hành quân tiếp. Đi khoảng hơn một cây số, phát hiện có hai tên địch đang tát nước bắt cá ở chũng nước dưới suối. Do ở dưới suối và địa hình che khuất nên lính ta không thấy hai tên địch đó. Nó phát hiện bộ đội ta, nhảy lên bờ bỏ chạy thục mạng. Đêm đó tiểu đoàn dừng chân lại một đêm trong rừng dầu, rừng khộp. Tối ngủ tôi mở nghe thời sự và được biết Đảng Cộng sản Rumani vừa đại hội xong thì bị đảo chính lật đổ chế độ. Dự đại hội Đảng Rumani có
có đồng chí Trung tướng Bùi Phùng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ta tham dự. Sáng ra, tôi kể cho một số đồng chí nghe như thế. Hướng tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 4 cũng báo cáo tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, thu nhiều vũ khí đạn dược các loại. Đến chiều hôm sau, tiểu đoàn hành quân ra cùng với tiểu đoàn 5 cũng về tới vị trí trung đoàn tập kết. Nhưng tiểu đoàn 5 có mấy ca thương binh được cáng ra, trong đó có một đồng chí tiểu đoàn trưởng cũng bị thương. Hướng sư đoàn 330 cũng báo cáo tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, thu nhiều vũ khí, trong đó chiếm lấy được kho đạn của địch. Hướng sư đoàn 196 cũng báo cáo đã đẩy lùi và ngăn chặn hướng phản công của địch ở vườn nhãn và bắc đường 10. Địch nó bắn nát khu vực cua chữ V và vườn nhãn. Thời điểm này, nhân dân Campuchia họ tản cư ra Bát Tam Băng để an toàn tính mạng. Trung tuần tháng 11, tiểu đoàn 6 chúng tôi đánh vào một cái phum địch vừa đánh chiếm. Toàn bộ người dân tản cư bỏ chạy ra hướng thị trấn Bà Non. Khi anh em chúng tôi vào, không còn một người dân nào ở trong đó. Khi vào tới, địch phát hiện chúng giạt ra xung quanh phum để phục kích ta. Nhìn cảnh đổ nát hoang tàn của trận chiến vừa đi qua, gà vịt heo chó kêu la inh ỏi. Lính ta chủ quan, nghĩ là địch đã rút lui, nên khi vào phum mất cảnh giác, lo đi bẻ mía hái đu đủ, bắt gà và hái rau. Địch ở các ụ mối bắn cho mấy quả B-40, làm lính ta bị thương mấy đồng chí. Hướng trong rừng bên kia bờ suối, nó bắn DK và cối 82 vào đội hình của tiểu đoàn, làm náo loạn cả đội hình. Trong điều kiện tác chiến tiến công, ta không có hầm hào công sự để trú ẩn. Đêm đó, ta ngủ lại phum một đêm. Sáng hôm sau, lực lượng công an vũ trang của huyện vào chốt giữ, ta bàn giao cho bạn. Khi ta rút ra, trên đường đi, nhân dân họ kéo nhau về phum, thấy tội nghiệp lắm. Nhìn thấy cảnh di dân tản cư như thời mới bị diệt chủng, chúng tôi nói, con Tóp mới vừa chiếm lại phum, bà con cứ yên tâm về ở đi, không có sao đâu. Rồi cuối tháng 11 năm 1989, trung đoàn tham gia chiến dịch hướng bắc đường 10 vào bắc Pai Lin. Đợt hành quân này từ Bà Non vào xã Sa Đao, cắt rừng vào chiếm lĩnh trận địa. Ta hành quân đêm, ngày hôm sau khoảng gần 9 giờ sáng ta đụng địch. Trong quá trình nổ súng, đại đội 10 tôi bắn cối 60 bị lún sâu xuống đất. Khi đội hình xung quanh đồng chí Giàu, tiểu đội trưởng, không lấy khẩu cối lên được, tôi phải lấy cây cuốc chiêng ra cuốc đào lên mới lấy được khẩu cối. Phía trước, ta và địch nổ súng ầm đùng với nhau. DK và pháo của địch bắn dồn dập vào đội hình trung đoàn. Lúc này, đồng chí Hai Việt, trung đoàn phó chính trị, chạy lên gặp tôi và nói, Vũ, sao mày không chạy lên, đứng đó làm gì, địch nó bắn pháo chết hết bây giờ. Tôi nói, khẩu cối bị lún, đang đào để lấy lên anh à. Lấy được khẩu cối, chúng tôi chạy theo đội hình. Vùng này tháng 11 là đầu mùa khô nên trong rừng còn có chỗ ẩm ướt, địa hình bán sơn địa xen lẫn đồng bằng và rừng núi. Nên đội hình hành quân có chỗ hơi bị trống trải, địch dễ phát hiện ta. Trận đánh này ta hy sinh và bị thương một số đồng chí. Địch bắt sống một đồng chí y sĩ. Mấy ngày sau mới đưa thương binh tử sĩ ra được. Xong trận này về, quân báo cho biết ở phum So, phum trắng không có chính quyền. Địch đang chiếm đóng. Tiểu đoàn 6 chúng tôi được lệnh hành quân. Hành quân đêm vào mùa đông ngày 22 tháng 12. Trời rét lắm. Màn đêm buông xuống, sương rơi ướt hết cả áo quần, bộ đội ta rất lạnh. Đến sáng hôm sau, khoảng 5 giờ sáng, tiểu đoàn phát hiện một mỏm đồi nhỏ có rất nhiều cây xoài. Đồng chí sĩ tiểu đoàn trưởng điện báo cáo với trung đoàn là gặp con sô va nhiều lắm, gặp con khỉ. Tôi ở gần đó nghe vậy, lại nói với anh sĩ, không phải con sô va đâu, cây này là sơ vây, nghĩa là cây xoài, chứ không phải con khỉ. Dừng quân khoảng 5 phút, tiểu đoàn hành quân tiếp. Đi đầu là đại đội 11, kế là đại đội 10 tôi, sau cùng là đại đội 9. Vừa mới đi khoảng hơn 100 mét, đại đội 11 phát hiện địch. Do cây lau sậy nhiều và cao,
che khuất tầm nhìn, nên lính ta không phát hiện địch kịp thời. Vì vậy địch phát hiện ta, nó bỏ chạy. Đại đội 11 nổ súng xung phong, đại đội 10 tôi xung phong lên. Có mấy tên địch mang B-40 đỏ chói chạy ngang đại đội. Tôi ra lệnh nổ súng xung phong. Cối 60 của đại đội do đồng chí Dầu bắn chi viện. Ở phía trước, bộ đội xung phong quá nhanh nên cối 60 của đại đội rớt trong đội hình và phía sau lưng anh em. Đại đội 9 không nhìn thấy đại đội 10 xung phong trước nên đồng chí Seng, đại đội trưởng đại đội 9, bắn mấy quả M79 chi viện nhưng toàn rớt sau lưng tôi. Tình huống bất chắc xảy ra, tôi cho anh em xung phong nhanh lên để tránh đạn pháo của ta. Rất may là ta an toàn. Địch bỏ chạy qua hướng bờ suối. Thế vậy, tôi chụp khẩu B-40 của đồng chí Tác, bắn hai quả trận đầu hướng địch chạy. Thu gom đội hình, kiểm tra quân số, tiểu đoàn cho rút ra một cái phum gần đó ở một đêm. Sáng hôm sau, hành quân về trung đoàn. Ở thị trấn Bà Non, thỉnh thoảng nghe tiếng pháo 16 nòng của bạn bắn chi viện cho các mũi các hướng. Chúng tôi không có thời gian nghỉ ngơi, vừa hành quân về thì nhận nhiệm vụ hành quân chiến đấu tiếp. Những người lính chúng tôi kiệt sức, tinh thần các chiến sĩ uể oải vì mệt mỏi. Tôi phải gần gũi và động viên tinh thần cho anh em. Có đồng chí hỏi tôi, khi nào mình mới về Việt Nam hả anh Vũ? Rồi có đồng chí nói, em nhớ nhà quá anh ơi. Những câu hỏi của người chiến sĩ làm tôi muốn rơi nước mắt. Tôi chỉ biết nói, cố gắng lên em, anh cũng không biết khi nào mình về nước. Nhưng trước mắt mình lo chiến đấu, phải đánh táo bạo, hăng máu, gan lì với kẻ thù để trả thù cho đồng đội mình đã hy sinh. Nghe vậy, anh em giơ súng lên, hô quyết tâm, quyết tâm. Trước khi vào trận đánh, có biết bao điều muốn nói, biết bao những suy nghĩ trong đầu của người chiến sĩ giữa sự sống và cái chết, trong mỗi phút, mỗi giây, rồi mới vừa thấy đó thì chết đó. Mỗi khi có đồng đội bị thương và hy sinh là những lúc trong đầu người chiến sĩ nghĩ đến điều gì. Chiến tranh không phải trò đùa, mà chiến tranh đi đến vận mệnh của đất nước, vận mệnh của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Giúp bạn là tự giúp mình. Cũng trong tháng 12, trung đoàn được bổ sung thêm chiến sĩ mới ở bên nước qua. Số này mới nhập ngũ đợt 2 năm 1989. Do tính chất ác liệt của chiến trường, quân số hao hụt và thiếu trầm trọng, nên bổ sung số chiến sĩ mới cấp bách. Vì vậy mà các đồng chí này chưa kịp bắn bia ở quân trường. Sau khi được vào đơn vị thì tham gia chiến đấu ngay. Những chiến sĩ này chưa biết bắn súng. Vì vậy khi đụng trận, các đồng chí chạy tán loạn, có đồng chí vứt bỏ cả ba lô. Tháng 3 năm 1990, trung đoàn hành quân chiến đấu ở khu vực cao điểm 179 Bắc Bay Lin. Đợt hành quân này, mỗi cán bộ phải mang theo trong người từ 2 đến 4 quả đạn cối. Đồng chí trung đoàn trưởng buộc dây vào đuôi hai quả cối 82 mang tỏng teng trước cổ, và nhiều đồng chí cán bộ khác cũng vậy. Có người bỏ đạn cối vào ba lô, có người mang trên cổ. Còn các đồng chí khẩu đội cối thì làm cái gấp để gánh theo. Khi nhận nhiệm vụ là chúng tôi cũng biết trận đánh này có phức tạp như thế nào rồi. Tôi mang 4 quả cối 60, đồng chí sĩ tiểu đoàn trưởng tôi mang 2 quả 60. Các đồng chí trung đội ngoài cơ số đạn mình phải mang theo mỗi đồng chí 2 đến 4 quả cối 60 và đạn B-40. Xác định trận đánh này một đi không trở về, vào đây không có lực lượng nào tiếp tế được, nên các mũi các hướng tự chủ động mang theo vũ khí trang bị để đảm bảo chiến đấu dài ngày. Trận đánh này mang tính chất quyết định để bàn giao cho bạn ta chuẩn bị rút quân về nước. Và đợt hành quân này nhìn đi nhìn lại, thấy đa số anh em còn mới mẻ, chưa có kinh nghiệm chiến đấu nên quá trình hành quân khá là vất vả. Đêm hành quân có trăng mờ nên vượt qua đồng trống phải bò sát vì sợ địch phát hiện. Tôi bò phía sau một số đồng chí, đụng rất nhiều quả lựu đạn của lính ta bị rớt lại. Mới đầu tôi còn nhặt được 4 quả, sau đó còn đụng nữa nhưng không thể nào nhặt thêm được,
vì không có chỗ để và mang nhiều, nó nặng lắm. Cả ngày hôm sau, trên đường hành quân, có mấy chiến sĩ mới đi không nổi, đơn vị phải cử người dìu các đồng chí đi để đảm bảo hành quân kịp với đội hình của trung đoàn. Mùa khô, trời nắng gắt, địch đốt rừng làm cho bụi bốc lên. Những người lính chúng tôi bị khô cổ họng, bị hóc cổ và thiếu nước uống. Đến chiều khoảng gần 4 giờ, trung đoàn dừng chân giải lao và tổ chức cho đơn vị đi tìm lấy nước. Tiểu đoàn 6 tôi cử đồng chí Thọ đại đội trưởng đại đội 11 tổ chức đi lấy nước, bị địch phát hiện nổ súng bùng bình mấy quả B-40 và hàng loạt AK của địch bắn. Đồng chí Thọ bị thương, đại đội 10 tôi bị thương một trung đội trưởng với mấy đồng chí khác và hy sinh một đồng chí y tá khi địch tập kích vào đội hình lấy nước của ta. Tôi nhào ra khẩu cối 60 bắn mấy quả để chi viện cho các đồng chí đi lấy nước. Sau đó chỉ huy đội hình khoảng 10 đồng chí xung phong chạy lên để tiếp ứng phía trước. Quá trình chạy lên thì gặp tổ đi lấy nước chạy về, nhìn các đồng chí bị thương, máu me đầy người. Đồng chí Phương trung đội trưởng tôi bị một miếng thủng vào miệng. Lúc này đồng chí Phương ngậm miệng, ra dấu lấy tay chỉ vào miệng. Thấy vậy tôi nói, há miệng ra, khom người xuống cho máu chảy ra, nhanh chóng chạy về vị trí tập kết. Địch bám theo nổ súng, lối đánh của chúng tinh nhuệ lắm. Nó bắn AK bằng bằng vài viên, là DK và pháo cối của nó bắn dồn dập vào đội hình ta. Các đồng chí chiến sĩ mới nghe khiếp lắm. Địch nó rượt bắt sống đồng chí Tác. Lúc này đồng chí Tác la lên, cứu em anh Vũ ơi. Tôi nhào lên bắn mấy loạt AK. Địch nó chạy tạt qua một bên, đồng chí Tác té xuống đám cỏ chanh, miệng ngậm một họng bông cỏ chanh. Địch vẫn bắn DK và cối vào đội hình. Tôi la lên, tất cả nằm xuống. Ai nấy miệng mồm dính đầy bông cỏ chanh. Lúc địch bắn pháo, anh em chạy loạn xạ để tránh đạn pháo, nên tôi sợ anh em bị trúng đạn và sợ bị địch bắt lắm. Đêm đó, anh em uống nước tiểu của mình. Và ngay đêm đó, chúng tôi nhịn đói, nhịn khát. Đêm, địch bắn DK vào đội hình của trung đoàn. Nó bắn đến đâu, cháy bùng đến đó. Vì mùa khô, cỏ chanh bén lửa cháy đỏ rực, thấy phát khiếp. Sáng hôm sau, trung đoàn hành quân đánh chiếm cao điểm 179. Các tiểu đoàn đụng địch. Lúc này, trung đoàn ở thế bị động. Địch bao vây tứ phía, pháo cối và DK của nó bắn nát khu vực. Cây cối gãy đổ như trận bom bừa. Đại đội 9 bị địch đánh tan rã, chỉ còn 3 đồng chí. Đại đội 11 bị thương gãy cánh tay, một đồng chí đại đội phó chính trị. Đồng chí bị thương tên là Nam. Đại đội 10 tôi trực tiếp với địch khoảng hơn 20 mét. Có tốp địch khoảng 3-4 tên. Nó xung phong nhào lọt vào đội hình của tiểu đoàn. Nó cách đồng chí sĩ tiểu đoàn trưởng không đầy 10 mét. Lúc này tôi la lớn lên, địch bên trái anh nằm xuống. Tôi hô xung phong để giải cứu cho anh sĩ. Tiếng máy thông tin PRC-25 của tiểu đoàn khè khè suốt trong quá trình nổ súng. DK và pháo cối của địch ầm đùng, tiếng AK nổ như bắp rang. Xung phong lên, đồng chí sĩ chửi thề và la hét lên, thằng Phấn đại đội trưởng đâu rồi? Từ khi về nhận nhiệm vụ làm đại đội trưởng đại đội 10 của tôi, những lần nổ súng không bao giờ thấy đồng chí đại đội trưởng xuất hiện, toàn núp các gốc cây và luôn ở phía sau đội hình. Đồng chí đại đội trưởng đại đội trinh sát trung đoàn bị thương, gãy hai chân và một số hy sinh và bị thương. Trưa hôm đó, khoảng 11 giờ, trung đoàn bổ sung cho đại đội tôi một đồng chí y tá khác của đại đội trinh sát về thay cho đồng chí y tá hy sinh đêm qua. Địch nổ súng đánh vào và pháo cối DK bắn dồn dập vào đội hình của tiểu đoàn, làm đồng chí y tá mới nhận nhiệm vụ hy sinh tiếp. Trong chiến đấu có biết bao điều muốn nói. Tôi và đồng chí y tá mới về chưa biết mặt nhau, chưa kịp có lời hỏi thăm thì đồng chí đã hy sinh. Đến khoảng gần 1 giờ chiều, trung đoàn chiếm điểm cao 179, tiểu đoàn 4 thọc sâu qua bên kia cái đồi khác. Đại đội 10 tiểu đoàn 6 tôi bố trí đội hình sát với tiểu đoàn 4 trên đồi. Bố trí đội hình xong, tôi báo cáo về tiểu đoàn
là đề nghị trả đồng chí đại đội trưởng về trên vì đồng chí thoái thác nhiệm vụ, không dám chiến đấu. Trung đoàn tổ chức xuống đồi lấy nước, tôi dẫn anh em xuống chỗ thung lũng đám cỏ tranh, có một chũng nước nhỏ để lấy nước. Nơi đây có đại đội trinh sát trung đoàn phục kích để bảo vệ chũng nước đó. Khi lấy nước quay lên, đi ngang đồng chí Hà, đại đội trưởng trinh sát mới thay cho đồng chí đại trưởng cũ bị thương. Tôi hát mấy câu, cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn. Đồng chí đại đội trưởng lúc đó chưa biết tôi là ai. Đồng chí chửi tôi và nói, đề mẹ mày, là lính đơn vị nào vậy? Tao bắn chết mẹ mày bây giờ. Vừa nói xong là pháo cối và đê ca địch bắn xung quanh khu vực chũng nước. H-12 của nó bắn đạn bay đi trên bầu trời, nghe như phản lực F-5 bay vậy. Tiếng kêu như thần sấm, lính ta nghe mà xón trong quần. Một lần nó bắn từ 4 dàn đến 6 dàn H-12. Tôi cho anh em chạy rút lên đồi. Vừa lên tới là địch nổ súng xung phong lên đồi. Pháo địch bắn trúng ngay vị trí chúng tôi. Nhưng cũng may mắn là chỗ chúng tôi có nhiều hang đá nên chui vào đó tránh đạn. Nhưng đại đội tôi bị hy sinh một đồng chí trung đội trưởng, quê tỉnh Minh Hải, có vợ và con nhỏ. Đồng chí này hy sinh không ai biết vì đồng chí nằm phục kích ở bên ngoài mỏm đồi. Mỗi đồng chí cách xa không ai biết ai. Bên cạnh tôi có đơn vị của tiểu đoàn 4, địch tấn công vào tiểu đoàn 4. Có hai tên địch mặc quần áo giàn di xung phong lên, bị một đồng chí tiểu đoàn 4 bắn quả B-40 tiêu diệt gọn. Nhưng đồng chí B-40 đó cũng hy sinh luôn. Hôm đó không đưa được thương binh tử sĩ ra ngoài. Hôm sau, đồng chí Tư Minh, sư đoàn trưởng vào cùng với hai chiếc xe tăng mở đường để đưa thương binh tử sĩ ra. Khi nghe tiếng xe tăng vào, địch bắn DK và H-12 về hướng xe tăng. Khi đưa thương binh tử sĩ ra, địch nó chặn đánh, làm bị thương một số đồng chí nữa. Trung đoàn ra kế hoạch tác chiến. Khi tập trung cán bộ đại đội và tiểu đoàn để hội ý, thì chúng tôi không đồng ý cách đánh của trung đoàn và sư đoàn. Sư đoàn yêu cầu mỗi đại đội cử ra 8 đồng chí hành quân xuống thung lũng nổ súng và bắt sống địch. Vì trước đó chúng tôi báo về phát hiện địch ở thung lũng khoảng 30-40 tên đang tập trung vào cách chúng tôi khoảng 200 mét. Trên đồi nhìn xuống thấy bọn chúng mang vác B-40, các liều đạn đỏ chói. Sau khi chúng tôi không nhận nhiệm vụ thì cấp trên cử đồng chí Hai Việt, trung đoàn phó chính trị, cầm đôi giấy kẻ ngang xuống gặp chúng tôi và nói, đồng chí nào không đồng ý chiến đấu thì ký tên vào đây. Đồng chí Hùng, thường gọi là Hùng Quắn vì đồng chí có mái tóc quắn, là cán bộ tiểu đoàn phó ký trước, rồi đến tôi ký vào. Sau đó tất cả đều ký tên vào biên bản không nhận nhiệm vụ. Vì trong hợp đồng tác chiến có sư đoàn 330 chi viện cho trung đoàn 9, nhưng không thấy sư đoàn 330 xuất hiện. Vì lúc này sư đoàn 330 cũng bị địch đánh ở hướng đường 10 vào Pai Lin, nên sư đoàn 330 không tiếp ứng với trung đoàn 9 được. Nếu như anh em chúng tôi nhận nhiệm vụ theo cách đánh của trung đoàn thì có mấy tình huống xảy ra. Thứ nhất là địch nó đã đón lõng và bao vây ta. Khi nhử ta lọt vào đội hình thì nó sẽ nổ súng tiêu diệt gọn quân ta. Thứ nhì là khi lọt vào đội hình bị địch nổ súng thì ta vừa bị thương vong vừa bị nó bắt sống và bắn chết hết. Thứ ba là hai ngày trung đoàn bị địch khép kín vòng vây, nó cài mìn dày đặc. Khi ta lọt vào đội hình, nó nổ súng, lính ta chạy vướng mìn nổ cũng chết hết. Thứ tư là xung quanh đồi các điểm cao, nó đã bố trí trận địa DK, Đại Liên và trận địa pháo. Khi ta lọt vào thì chỉ làm mồi cho nó nướng thịt, nên anh em chúng tôi không nhận nhiệm vụ. Rồi trong chiến đấu, nó cũng nảy sinh những tình cảm của người lính, người chỉ huy, tình yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, động viên nhau trong lúc khó khăn. Cử chỉ và hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ thể hiện ở ý chí chiến đấu, tinh thần chiến đấu. Vì vậy mà anh sĩ tiểu đoàn trưởng hứa với tôi, khi nào trung đoàn rút quân về nước sẽ gả em gái út cho tôi. Nghe nói thế, tôi rất lấy làm cảm động. Tình cảm của người chỉ huy đã dành cho tôi hoàn thành chiến dịch về lại huyện Bà Non. Đến tháng 4, trung đoàn được lệnh rút quân về nước. Tôi và một số đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ
được điều sang đại đội cơ động của sư đoàn 196 bạn. Đợt bổ sung qua bạn gồm có tôi, đồng chí Phương trung đội trưởng bị thương ở miệng lúc trước, đồng chí Khế, đồng chí Tác và các đồng chí khác nữa. Buổi chia tay có nhiều cảm động lắm. Tuy đã hoàn thành nhiệm vụ ở trung đoàn, một số được về nước, còn anh em chúng tôi ở lại chiến đấu tiếp. Lúc chia tay, anh hôn tôi bằng cái hôn thắm thiết, đôi mắt long lanh như muốn gửi điều gì. Anh đứng lặng nhìn theo khuất bước tôi đi. Rồi xe bắt đầu chuyển bánh, đưa chúng tôi về sư đoàn 196 ở Phum Ô Bà Mon, huyện Bà Non, tỉnh Bát Tâm Băng. Ban chỉ huy đại đội gồm có đồng chí Tiền, đại đội trưởng. Đại đội phó có tôi và đồng chí Khiêm, Mai Nho. Từ khi nhận nhiệm vụ qua đại đội chuyên viên cơ động cho sư đoàn 196 của bạn là tháng 4 năm 1990, từ đó về sau, đơn vị liên tục cùng với bạn hành quân chiến đấu. Tháng 7 năm 1990, đồng chí Tiền, đại đội trưởng bị thương, về nước điều trị. Sau đó, đồng chí Khiêm dẫn quân đi đánh mấy trận với đơn vị bộ đội bạn. Mỗi khi hành quân chiến đấu về, nghỉ ngơi, anh em chúng tôi thường ra ngoài chợ mua nhu yếu phẩm và thức ăn về để ăn uống bồi dưỡng. Từ chỗ đại đội ra chợ khoảng một cây số, cái chợ tự phát nên nhỏ chứ không lớn lắm, có mấy quán nhậu và ăn uống của người Việt Nam. Thời gian này tôi có quen với một cô gái Khmer tên là Ani. Cô này lai Tàu nên nước da trắng lắm, gia đình bị diệt chủng hết. Hiện cô gái ấy sống với bà dì ở tỉnh Cần Đan, lên đây sinh sống và mở quán bán hủ tiếu và rượu. Hằng ngày tôi và một vài chiến sĩ hay vào ra quán này nhậu. Một hôm, có mấy ông sĩ quan Campuchia nhậu ở đó, sau đó ghen tị với tôi nên móc súng, bắn loạn xạ. Lúc này, tôi cũng móc súng ngắn ra, nhưng gia đình Annie sợ hai bên nổ súng với nhau, khuyên tôi về đơn vị để bảo trọng. Ở đơn vị, ngày nào không đi chiến đấu thì tổ chức cho anh em đi cài mìn phía trước chiến hào công sự, đề phòng địch vào đánh sư đoàn. Ngày nào địch cũng pháo kích vào ba núi. Có hôm, nó bắn pháo vào tới chợ mới, thành phố Bát Tâm Băng. Ở đơn vị, có thằng tên là Hề, quê ở tỉnh Bến Tre. Nó giữ kho đạn của sư đoàn. Hôm đó cháy rừng, nó sơ ý để cháy kho, đạn bị nổ sạch. Sau đó sư đoàn điều nó về giữ khẩu 12 ly 8 trên đồi, trong đó có khẩu pháo phòng không 37 ly của bạn. Bữa nọ tối, nó đói bụng nên đi xuống chỉ huy đại đội để kiếm cơm nguội ăn. Nó đi ngang tổ phục kích của bạn, bị bạn bắn mấy loạt AK và hai quả B-40. Đạn AK găm trúng vào thân cây xoài ngay chỉ huy đại đội. Lúc này tôi đang nấu nồi cháo cá lóc, tưởng địch đánh vào đại đội. Tôi đá văng nồi cháo xuống đất, chụp khẩu AK chạy ra công sự. Thằng Hề vừa chạy vừa la lên: "Bộ đội bạn bắn em anh Vũ ơi!" Tôi vừa chửi thề vừa tức ra hỏi nó: "Mày đi đâu mà bạn bắn mày?" Nó nói: "Em đói bụng xuống đại đội nó bắn em." Tôi nói: "Tao tưởng địch tập kích vào làm tao đổ mẹ nồi cháo cá lóc rồi." Đồng chí Tư Ánh sư đoàn phó điện xuống hỏi tôi vụ gì vậy. Tôi nói: "Có thằng lính trên đồi 12 ly 8 xuống đại đội có việc, bị bộ đội bạn bắn nhưng không sao chú à." Rồi cũng chính nó và thằng Chín cùng quê ở Bến Tre. Thằng Chín ở khẩu đội cối 82. Mỗi lần đơn vị hành quân chiến đấu là tụi nó vái tai qua nạn khỏi, không ăn mặn. Tụi nó rang muối mè đem theo ăn, vái an toàn về cúng con gà trả lễ. Vậy mà có lần về nó quên không cúng, tôi phải nhắc nó: "Sao tụi bây quên à, cúng gà trả lễ đi chứ." Nó chạy ra chợ mua hai con gà về nấu cháo cúng cho anh em tôi ăn, rồi ăn cái Tết năm 90-91 ở đơn vị. Buổi tối đón giao thừa, tối đó chúng tôi cho anh em nổ súng để đón giao thừa. Bắn không nhiều, vài loạt đại liên 12 ly 8, B-40, B-41. Tôi bắn vài quả M-79 để chào xuân. Xa nhà ở Biên Thùy đón Tết bằng súng đạn, lính ta khoái lắm. Vừa ăn Tết xong, tôi cùng với đồng chí Tảng, đại úy cán bộ phiên dịch dẫn 30 đồng chí đánh vào khu vực địch bắn pháo. Hành quân vào tới một cái phum bỏ hoang,
Nơi đây cũng gần trận địa pháo của địch. Cho đại đội giải lao, tôi và đồng chí Tảng lấy bản đồ ra xem. Chưa kịp định hình thì có hai tên địch đi xẹt ngang qua, mặc quần áo bốt mới tinh. Nhưng không hiểu sao lính ta không ai thấy. Tôi chụp khẩu AK mở khóa, thằng bốt dâu quay nòng, nó nhanh như sóc. Tôi chưa kịp bắn, nó khoát tay một cái, hai thằng chạy mất dạng. Tôi la lên, thằng bốt dâu xồm. Lính ta nổ súng và tản đội hình ra. Thật là xui xẻo, hai tiếng mìn KP2 nổ ầm rồi ầm một cái nữa, làm lính ta bị thương nặng ba đồng chí. Đồng chí Tảng gọi pháo binh bắn, nhưng tôi nói, nó chạy mất mẹ nó rồi còn đâu mà bắn, lo cáng thương về. Đợt bị thương này, có thằng tên là Hạnh, tên như đứa con gái vậy, nó bị mìn KP2 nhưng không chết. Sau khi điều trị ở bệnh viện mặt trận quân khu 5 ở Bát Tâm Băng, ra viện về nó tiếp tục công tác. Một buổi nọ, sáng sớm khoảng 7 giờ, có hai tiếng mìn nổ trước Tiền Duyên Chiến Hào. Chính nó, thằng Hạnh, mang khẩu AK và cầm theo một con dao phay đi ra hướng mìn nổ. Nó phang theo dấu máu đến một cái gò mối, nó vướng mìn nổ nghe cái ầm. Nó mở khóa AK, bắn đòm, 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 ba phát báo động. Tôi biết có chuyện không lành, nên tôi mang khẩu AK chạy xuống trung đội. Thằng Phương trung đội trưởng báo cáo tôi, thằng Hạnh bị mìn nổ rồi anh Vũ ơi, tổ chức ra cấp cứu nó. Băng bó xong đưa lên trạm xá sư đoàn, nó còn tỉnh táo lắm. Tôi nói, mày đi đâu ra đó để vướng mìn vậy? Nó nói, em đi lấy cái lưỡi bò. Lúc này tôi giận điên người, tôi nói, sao mày ngu dữ vậy? Người ta đi kiểm tra mìn là coi mìn nổ có địch vào vướng mìn hay gì, còn mày đi cắt cái lưỡi bò bị nổ mìn đem về ăn. Sư đoàn điện xuống hỏi tôi chuyện gì. Tôi nói thằng Hạnh nó đi kiểm tra mìn bị vướng nổ. Đợt này nó bị mìn dứa của ta cài nổ bay mất một cái chân. Như vậy số thằng này còn đỏ. Lần trước mìn KP2 mà không chết, lần này nổ mìn dứa cũng không chết. Nằm điều trị nó bị cưa mất một cái chân. Ngày nó lên máy bay về nước, tôi có ra sân bay để đưa tiền lương của nó và anh em cho nó ít tiền. Nó gặp tôi khóc nức nở. Nó nói, em về nước điều trị nha anh Vũ. Tôi không cầm được nước mắt, chỉ biết vẫy tay chào nó. Trong chuyến bay này, có mấy thương binh của các đơn vị khác nữa. Máy bay cất cánh, tôi trở vào chỉ huy mặt trận uống trà và nắm thêm một số tình hình chiến sự. Ngồi nói chuyện với đồng chí Bảy Xanh, thiếu tướng tư lệnh phó mặt trận quân khu 5B, kể một số chuyện cho tôi nghe và khuyên tôi cố gắng động viên anh em để hoàn thành nhiệm vụ. Chia tay chú, tôi về đơn vị, rồi tôi tham gia chiến dịch với sư đoàn 196. Trận này, sư đoàn đi đánh dùng xe tăng đi cùng, bộ binh chủ yếu là lính bạn Campuchia. Vào cứ, địch nó bỏ chạy, mìn tăng vứt ngổn ngang trên mặt đất không kịp cài. Pháo tăng bắn phá và càn quét cây cối ngã đổ ngổn ngang. Một chiếc tăng bị dính mìn nổ. Đồng chí Sương, trung đoàn trưởng trung đoàn 3, ngồi chỉ huy xe tăng đánh úp vào cứ địch. Pháo binh yểm trợ, bạn bắn pháo Kachusa, loại BM-21 40 nòng. Bắn 3 dàn Kachusa, trúng căn cứ địch 1 dàn, còn 2 dàn nổ ngoài rừng. Một dàn Kachusa bắn, nó nổ bình địa một cây số vuông. Địch ra đầu hàng nhiều lắm. Trận cuối cùng trước khi về nước, tôi tham gia chiến dịch cấp sư đoàn. Tháng 3 năm 1991, tôi chỉ huy 20 đồng chí. Trung đoàn 1 của bạn có 30 đồng chí. Đánh vào cao điểm 179 Bắc Bay Linh. Hướng bên phải tôi có trung đoàn 2 do đồng chí Ngòng, trung đoàn trưởng chỉ huy. Hướng bên trái tôi có trung đoàn 3 do đồng chí Sương, trung đoàn trưởng chỉ huy. Đại đội tôi đi mũi chính diện trực tiếp chỉ huy là đồng chí Năm Hòa, sư đoàn trưởng. Đến gần điểm cao 179, chỉ huy sư đoàn dừng chân đặt trạm trung gian. Đêm đó, bạn hành quân trước khoảng 9 giờ, phía trước phát hiện địch nằm võng. Lúc này, địch phát hiện ta nên bỏ lại cái võng. Đồng chí sư đoàn trưởng cho dừng quân và đưa đại đội tôi đi lên đầu. Đến 2 giờ khuya, tôi lên tới điểm cao, bạn bị thất lạc dưới chân đồi. Mùa khô lá cây rụng nên trên đồi có nhiều hốc đá, lá cây rụng lọt vào đó. Màn đêm buông xuống, âm thanh vắng lặng.
Mỗi bước chân của người lính dẫm lên lá khô, nghe tiếng kêu róp róp lớn lắm. Đêm khuya và hành quân mệt mỏi, lính ta ngủ không biết gì. Có hai thằng địch bò lên sát bên tôi khoảng 4-5 mét. Đêm trời tối đen như mực, không thấy được gì. Tôi nghe bước chân của địch đạp lên lá cây khô, sạt sạt, róp róp. Tôi chồm lên hỏi đồng chí kế bên có lựu đạn không? Nói không. Tôi chồm qua đồng chí thứ hai, hỏi có lựu đạn không? Cũng lắc tay không có. Do lá cây khô tôi dẫm lên, tiếng kêu lớn, hai tên địch phát hiện tôi, bỏ chạy. Khẩu B-40 của nó va vào tảng đá, nghe cách càng rất lớn. Lúc này lính ta giật mình thức giấc, tôi ra lệnh không được nổ súng. Trận đánh nào tôi cũng mang theo lựu đạn, nhưng trận này tôi không mang, mà cả đơn vị cũng không ai mang theo lựu đạn mới lạ. Nếu đêm đó có lựu đạn, thì hai thằng địch này chết mẹ nó với tôi rồi. Đêm đó, nhìn xuống thung lũng, có nhiều đốm lửa của địch sưởi ấm. Thực hiện hợp đồng tác chiến, 5 giờ sáng nổ súng đánh xuống thung lũng. Đúng giờ dê, pháo ta bắn dồn dập vào trong cứ địch. Đại đội bạn còn ở dưới chân đồi chưa lên kịp. Pháo chuyển làn, tôi cho đơn vị hành quân xuống. Nhưng đêm đó chúng tôi bị địch bao vây. Trận này đại đội tôi bị thương 11 và hy sinh 2 đồng chí. Không còn người để cáng thương. Bỏ 2 đồng chí hy sinh, đến 5 giờ chiều hôm sau mới vào lấy xác ra được. Khi đưa thương binh tử sĩ ra tới sư đoàn, thì tôi và số đồng chí còn lại được điều sang theo đơn vị pháo binh của bạn. Các trung đoàn nổ súng tiêu diệt địch, xe tăng và pháo binh của bạn bắn không ngớt tay. Mấy ngày sau, sư đoàn rút về ổn định tình hình tổ chức, họp rút kinh nghiệm. Sư đoàn họp chi bộ kiểm điểm kỷ luật tôi. Lúc đó đồng chí Thành y sĩ đại đội ý kiến đỡ cho tôi nên tôi không bị kỷ luật. Rồi cũng trong tháng 3 năm 1991, đồng chí Khiêm, Mai Nho chỉ huy trận đánh khác. Lúc này, đồng chí Tác đã hy sinh. Đồng chí Tác là đảng viên trẻ vừa mới được kết nạp ở chiến trường. Vậy mà mới đó, nó hy sinh mất rồi. Nó quê ở Nam Định, gia đình vào sinh sống ở tỉnh Minh Hải. Xong trận này, mặt trận cử tôi về nước thăm các đồng chí thương binh. Sư đoàn giao tôi cầm tiền lương về cấp phát cho các đồng chí nằm trạm điều trị an dưỡng ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Thời gian này qua lại, tôi được 3 lần đi máy bay trực thăng Mi-8 của Liên Xô. Có một kỷ niệm trên chuyến bay mỗi lần về nước là đồng chí Saran, sư trưởng sư đoàn 196, nhờ tôi mua dùm 5kg mắm ruốc Bà Rịa Vũng Tàu. Vì thời kỳ đồng chí này học trường lục quân 2 ở Long Thành, thường ăn mắm ruốc Bà Rịa nên thích lắm. Mua mắm ruốc với cả pháo và khế chua nữa. Lên máy bay tôi phải bao bọc cả chục lớp ni lông vì sợ mùi mắm bị đuổi xuống. Mỗi lần máy bay đáp xuống sân bay Bát Tam Băng là các đồng đội chạy lại mừng tôi vì thấy tôi mang một cái vỏ đệm loại vỏ nhốt gà đá. Hỏi tôi có mùi gì không? Tôi nói mắm ruốc chứ có mẹ gì. Trở lại thời kỳ trong năm 1991, chúng ta cùng với bạn chiến đấu ở biên giới thì ở nội địa, chính quyền Hun Sen có 13 phái quân để họp nhằm giải pháp chính trị hòa hợp dân tộc cho Campuchia, gồm có đại diện lính Para Serica, đại diện lính Molinaka, đại diện lính Pol Pot. Cuộc họp diễn ra ở một cánh đồng ngoại ô tỉnh Công Pông Thom. Sau cuộc họp, có rất nhiều phe phái ra trình diện chính quyền cách mạng, chỉ có Pol Pot là không đồng tình. Và từ năm 1991, các phái viên của Liên Hiệp Quốc có mặt ở Campuchia. Đến năm 1993, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, UNTAC, ào ạt đưa quân vào để bảo vệ cho cuộc tổng tuyển cử ở Campuchia và kêu gọi các lực lượng chống đối giải giáp vũ khí về với chính quyền cách mạng. Nhưng Pol Pot không khuất phục. Lúc này đã có đại diện các nước thành viên NATO giải đều khắp nước Campuchia. Sau khi Campuchia tổng tuyển cử thì Pol Pot không công nhận chính quyền mới của Hieng Samrin Hun Sen, nên chúng tiếp tục mở cuộc tiến công quy mô lớn đánh vào thành phố Bát Tam Băng một lần nữa. Lực lượng bạn lúc này đủ sức chiến đấu và trưởng thành nên đã cầm chân địch ở cách Ba Núi khoảng 8 km, đánh đến năm 97-98. Và từ năm 96-97 về sau,
một số lực lượng chống đối ra đầu hàng, trong đó có lực lượng CDK. Lực lượng này do tướng Son San, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pol Pot chỉ huy. Do vậy, Pol Pot cho lính bắt và thủ tiêu tướng Son San và giết hết 11 thành viên trong gia đình Son San. Thời gian này, Pol Pot bị một số nước cắt viện trợ, lý do nội bộ bất đồng quan điểm, nhiều phe phái chém giết lẫn nhau. Và trong năm 97, tướng Tà Mốc cho quân lính về Pai Linh bắt thủ lĩnh Pol Pot, đem về An Long Veng quản thúc về tội ra lệnh giết chết Son San và gia đình Son San. Đến năm 1998, Pol Pot chết, và đến năm 1999, Tà Mốc bị quân chính phủ bắt ở biên giới An Long Veng thuộc tỉnh Ba Cho Man Chay. Các chóp bu của chế độ Pol Pot cũng bị bắt ở Pai Linh, gồm Khieu Samphan, chủ tịch nước Campuchia Dân Chủ, Non Che, chủ tịch quốc hội, và các tướng lĩnh khác được dẫn độ về thủ đô Phnom Penh, đưa ra tòa án quốc tế xét xử về tội ác chiến tranh chống lại loài người. Từ khi Tà Mốc bị bắt vào năm 1999, đất nước Campuchia mới thật sự hòa bình. Hàng ngũ lính Pol Pot buông vũ khí ra trình diện với chính quyền cách mạng. Người dân Campuchia được sống trong thanh bình và thịnh vượng. Các trại tị nạn ở Thái Lan và biên các nước, họ kéo nhau về quê, trở lại cuộc sống đời thường. Nhưng đến nay, thế giới vẫn còn nợ một lời xin lỗi với Việt Nam. Chân thành cảm ơn bạn bè và đồng đội cựu chiến binh Việt Nam đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.